thấy ạ, màu đỏ là được rồi. Trái sau phải trước nhá, rung lắc. Trái sau phải trước, rung lắc đi. Thiền Tây Tạng, trái sau phải trước. Mở khớp. Xoay. Trái lên xoay. Nó khô khớp đấy, phải luyện. Chuyển chân. Ép khớp háng. Chân phải thẳng, trái kéo lên, ép đầu gối chạm sàn, kéo chân về phía người mình. Bật khớp háng xuống. Trái thẳng, phải kéo. Ép khớp háng. Xuống, chạm đất, chịu. Hương là ngồi cạnh cô Tình, hợp hai cô cháu cao giống nhau. Nhờ người khác ngồi lên ép xuống. Rồi bắp bắn ra, kiết già lên. Bắn ra nữ chân trái, năm chân phải. Kiết già nữ chân phải trước, trái sau, nam ngược lại, trái trước phải sau. Xả khí. Cái mũi thở miệng. Ngón cái chạm ngón trỏ, lưng thẳng. Cố gắng chỉnh cái chân nó chạm sàn này. Rồi, hơi thở vào nhâm mạch luôn nhá, hơi thở tiên thiên khí, hít vào ấn đường họng đan điền bụng phình, thở ra họng ấn đường, hơi thở đi ra, hít ấn đường họng đan điền, thở hóp lại họng ấn đường, hơi thở đi ra. Rồi nối nhâm đốc lại, hít ấn đường họng đan điền bụng phình 1 2 3 1 5, hóp bụng lại, nhíu hậu môn lên, đẩy ra sau lưng, bạch môn chạy thẳng đến điểm lõm bách hội, về ấn đường, đi ra khỏi ấn đường, hít ấn đường này, họng đan điền bụng phình, nhíu hậu môn, hóp lại, thở ra, mạch môn thẳng lên, điểm lõm ở vùng đầu bách hội, ấn đường, hơi thở đi ra. Vẫn như thế nhưng mà mở mắt ra nhá. Khí nó vào mắt, thần nó mạnh hơn. Rồi ngồi thở tự nhiên, để tâm vào đan điền để chuẩn bị chuyển sang pháp khác. Thở tự nhiên, để tâm đan điền. Rồi thiền thải độc cơ thể, thanh lọc cơ thể 10 năm 10. Hít vào mũi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, phình bụng kéo hậu môn lên 1 2 3 4 5, hóp bụng lại, thở hé miệng thôi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hít mũi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, phình bụng nhíu hậu môn 1 2 3 4 5, hóp bụng, thở miệng ra 1 đến 10. Thiền chữa bệnh thanh lọc cơ thể. Rồi đến tâm vào đan điền, thở tự nhiên, chuẩn bị xá thiền. Mở mắt ra sải thở. Năm lần. Thở thân. Nhắm vào mắt này. Mặt xoa, thấy mắt, tay cổ, lên xuống, tay cổ ngược lại, tay cổ vuốt gáy, vuốt thật đi là vuốt ảo đấy, không khỏi bệnh được. Trên xuống dưới, ngoài dưới lên trên. Chuyển tay. trước và sau nhá. Xoay tròn. Hai mở cho thận. Trong ra ngoài. Rồi, bấm vào điểm lõm dưới xương bánh chè, chọn hết tê. Tí nữa lấy thêm mấy miếng lót đệm nữa, luyện cái bí kíp này nữa. Chưa có dụng cụ. Rồi, ngón tay trỏ làm mắc cả chân. Điểm cuối cùng ngón tay út, tam âm dao bấm vào. Không tê đúng không? Ừ. Ừ. Có mở khớp rồi, luyện lâu nó cũng quen mà. Tấm Dũng Tuyền, điểm lõm là bàn chân này. Ừ. Tập này kể cả bị sốt rồi nhanh khỏi lắm. Ừ. Ừ. Vừa tiêm buổi chiều xong buổi tối lại phải đi khí công, xong sáng mai lại lớp vào chùa này. Có được nghỉ đâu. Tiêm vaccine. Ừ, nó nhẹ nhàng hơn. Ừ. Với tất nhiên mũi 2 nó nhẹ hơn mũi 1 đấy. Đã cũng thế mà. Ừ. Thường là mũi 1 sốt, mũi 2 thì nó chỉ mệt tầm khoảng 10-20% thôi. Lại vẫn ngon. Yên tâm, dần dần nó sẽ khỏi hết. Tiêm 4-5 lần mũi. 4-5 lần cơ à? Nhà nước ưu tiên Hương tháng nào cũng tiêm. Quỳ lên đã. Bài tay ấy. Bài tay này phải tập quỳ, tác dụng nó mới cao. Đấy. Khí công tay của Tây Tạng, quỳ. Quỳ đầu gối ấy, thận nó rất là khỏe nha. À. Đấy là quỳ ngay trước tượng Phật này này. Hợp luôn. Hai cạnh tay chạm vào nhau, đan tay này. Mỗi cái nha, làm 20 lần. Đấy, ở nhà có thể làm hẳn 30 lần cũng được. Quỳ này từ trẻ là về già đầu gối ngon, không đau. Rồi, phần này của tay nhá. Này liên quan đến phần phế dạ dày. Cạnh của tay này. Đấy. Vỗ tay. Đóng ngược này. Đấm tay. Chuyển. Đảo ngược. Vỗ. thiền đấy, thiền trong tư thế này thấy nó rất là dễ chịu này, nó chính là tư thế mình chắp tay đấy, bái Phật. Cái lòng bàn tay là nóng gian ra, nó truyền khí vào nhau. Lòng tay xuống này, rồi cô bấm cho nó kết thúc đi nhé, bấm một cái cho nó kết thúc. Lợi ích khi đăng ký khóa online Dịch Cân Kinh Trị Bệnh. Được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh, bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân. Chiêu 11, rất tốt cho mật. Chiêu 12, giải độc cho gan. Và toàn bài Dịch Cân Kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ Thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa Bát Đoạn Cẩm Trị Bệnh và khóa Thiền Trị Liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.